Hello hello, xin chào 500 anh em nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Raiden ha. Tiếp tục chuyên mục tin tức xe máy ngày hôm nay, mình đem đến cho anh em một phiên bản màu 3D cực đẹp luôn. Mới được mấy ken xe ben luôn. Chính là màu xám đen ha. Thấy không, đẹp không? Nhìn quá đẹp luôn nha. Tháng 7 này là coi như là rất là nhiều màu độ đẹp luôn. Ngoài dòng Ed này ra thì còn dòng Sonic, G-Rider cũng như R15V3 ha. Mấy video trước mình cũng có cập nhật rồi đó. Rất là nhiều màu đẹp luôn nha. Cũng như giá xe giảm giá rất là mạnh luôn, đồng loạt giảm giá mùa dịch này luôn. Mình nghĩ anh em nào mà có điều kiện kinh tế nó ok ổn định tí á, không ảnh hưởng nhiều vì dịch á, thì mình nghĩ là thời điểm này là nên mua xe nha. Tại vì giá nó giảm đồng loạt mà rất là ngon luôn, tất cả các dòng xe luôn mọi người. Thì 500 anh em cũng như tất cả mọi người xem xong video clip nhớ đăng ký kênh giùm mình nha, cũng như like video clip để ủng hộ và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy ha. Hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng xe máy An Thành Phát. Theo như thường lệ mình sẽ quay sơ sương sương mặt tiền cửa hàng chút xíu nha, để 500 anh em cũng như tất cả mọi người mình đi mua xe mình dễ nhận biết luôn. Thì đây là mặt tiền cửa hàng xe máy An Thành Phát. Cửa hàng tọa lạc ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hướng đi vô cổng phụ khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Thái Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bạn nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961469919 gặp anh Côn nha. Và số điện thoại mình cập nhật phía dưới góc trái màn hình nha mọi người, chú ý liên hệ mua xe đúng ha. Rồi bây giờ mình cập nhật giá bán trước nha. Thì dòng S155 này đang được cửa hàng xe máy An Thành Phát bán với mức giá là khoảng 44 triệu đồng nha. Và giá mình báo lúc nào cũng đã có thuế VAT 10% áp dụng cho phiên bản nguyên bản nha, hay còn gọi màu green đó. Còn màu độ 3D thì tùy từng màu mà có giá bán khác nhau nha mọi người. Còn về vấn đề trả góp á, dòng này đang được cửa hàng hỗ trợ rất là ok luôn, chính là không cần trả trước, hay còn gọi là trả trước không đồng á. Có nghĩa là các bạn chỉ cần tới làm hồ sơ đậu là các bạn có thể lấy xe về. Còn bạn nào mình có điều kiện mình cứ trả trước càng nhiều càng tốt nha. Tại vì mức trả trước không đồng là mức tối thiểu cửa hàng cũng như ngân hàng hỗ trợ dành cho các bạn thôi. Và trả trước 50% giá trị chiếc xe là nhận ngay cả vẹn gốc nha mọi người. Cửa hàng hỗ trợ trả gốc toàn quốc cũng như giao xe tận nơi cho mọi người luôn nha. Còn về thủ tục làm hồ sơ trả góp khi đi mua xe, các bạn cầm theo chứng minh nhân dân cộng bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu, hai loại giấy tờ này nha, cứ phong tỏa công chứng là được nha mọi người. Đó, và đủ 18 tuổi là mình có thể làm hồ sơ trả góp nha. Đó. Ngoài ra một ưu đãi đặc biệt nữa dành cho các bạn nè, đó chính là khi xem kênh YouTube của mình ở ngoài khu vực tỉnh Bình Dương tới mua xe sẽ được anh Côn hỗ trợ thêm 500.000 tiền xăng xe đi lại nha, nhớ nha. Khi mà xem kênh YouTube của mình ở ngoài khu vực tỉnh Bình Dương tới mua xe sẽ được anh Côn hỗ trợ thêm 500.000 tiền xăng xe đi lại nha. Ngoài 500.000 tiền xăng này ra, các bạn còn được tặng các quà tặng như là nón, nhớt, áo mưa tùy vào từng thời điểm ha. Mùa nắng thì mình cứ tặng nón thôi, còn mùa mưa thì mình tặng áo mưa được các kiểu nha. Nói chung là quà tặng không thiếu dành cho anh em nha. Đó là về thông tin giá bán cũng như trả góp và quà tặng cho dòng S155 này ở giữa tháng 7 nha, cũng như cuối tháng 7 luôn. Và tiếp tục nội dung mình cập nhật hai phiên bản ha. Một phiên bản màu vàng đen, màu này là mới vừa ra mắt cách đây vài tuần nè. Nói chung là anh nhiều anh em cũng hỏi quá nên mình quay nha. Và màu vàng đen là màu green nha mọi người. Màu này là màu green từ nhà máy nha, Yamaha Motor Việt Nam. Còn màu xám hay màu bạc đây, màu xám nha. Màu xám đen này là màu độ 3D ha. Đó, rất là đẹp luôn nha. Thì mình sẽ quay chi tiết từng phiên bản một. Đầu tiên là cái màu green này đi. Màu green này thì màu vàng đen. Yamaha Motor Việt Nam mới vừa ra mắt cách đây được vài tuần á. Cũng có nhiều anh em bình luận trên kênh mình hỏi là cửa hàng có màu này không. Thì dĩ nhiên là có chứ. Nói chung là xe mà từ đại lý cũng như công ty về là kiểu gì cũng có nha. Chỉ có màu độ 3D á, tùy từng cửa hàng mà có gu độ màu khác nhau thôi. Còn những cái màu green, màu nguyên bản này thì cửa hàng nào cũng như nhau đều có hết nha. Và cửa hàng xe máy An Thành Phát cũng không ngoại lệ luôn. Thì dĩ nhiên xe về là mình sẽ có nha. Đó, màu vàng đen, màu green luôn á. Và màu mà này cũng khá là mắc đó. Mình nghĩ là màu này mắc hơn cái màu xanh Ghibli luôn á mọi người. Tại vì màu vàng đen này mình nghĩ là mọi người mà để ý đi, cái màu vàng đen nè là không những cái dòng màu green này đâu mà các dòng Sonic, Rider, Sachi đó, rất là nhiều anh em chuộng màu 3D mà màu tự độ nha, màu cửa hàng độ màu 3D á, màu vàng đen. Nên mình nghĩ là Yamaha Motor Việt Nam cũng biết được cái điều đó, nắm được cái trend đó, nên cũng ra mắt cái màu vàng đen xám này ha. Đó mà thấy không đó, nên mặc dù là màu vàng đen nhưng mà nó là màu green nha, chứ không phải màu độ đâu nha. Rất là ok luôn ha. Cũng có luôn nha. Coi như là thỏa mãn yêu cầu của một số bạn bình luận ở trên kênh mình nha. Ok ha. Màu vàng đen là cửa hàng có nha mọi người, màu green luôn đó nha. Màu này là mới vừa ra mắt cách đây vài tuần đó, mình quay 360 độ mà mọi người xem. Và màu này là bản chìa khóa thông minh luôn nha, smart key nha, cũng như cái cổng sạc luôn nè, thấy không, cổng sạc điện thoại nè,
cũng như khóa thông minh Smith Key luôn ha, rất là xịn sò luôn. Mình nghĩ là dòng S155 này ra ở đợt này ra nó không hot bằng S150 cũng như 135 trước đó. Thật sự luôn, nhiều khi bây giờ giá bán của dòng S150 nó cũng mắc hơn dòng S155 này luôn á mọi người. Một số phiên bản thôi nha, tại vì nó không được hot, thật sự. Nhiều bạn giờ còn thích S150 mà kiểu phiên bản cũ nhất đèn vuông á mọi người. Nó còn mắc hơn nữa mà, mặc dù phiên bản nó ngưng sản xuất rồi, nhưng mà nhiều anh em vẫn còn rất là đam mê luôn nha. Và cửa hàng cũng sưu tầm được tầm vài em á, nên anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ nha. S150 phiên bản 2018 đèn vuông cũng có, rồi 150 mà phiên bản mới nhất cận đây cũng có, rồi 155 thì dĩ nhiên là chắc chắn là sẽ có. Rồi tiếp tục là cái màu xám đen này ha, màu xám đen này đó, màu này là màu đỏ nha, màu này là cực kỳ đẹp luôn. Mình nghĩ là quay lên là nhiều anh em đam mê màu này á, mình thấy rất là đẹp luôn nha. Theo ý kiến cá nhân của mình, màu xám kết hợp một chút màu đen và màu trắng, mọi người thấy không, toàn cảnh phần mặt hông bên trái của xe nha. Đó, mình quay toàn cảnh luôn để mọi người có nhìn tổng quát cho nó dễ hình dung á. Rồi bây giờ mình đi vào chi tiết nè. Đây à, màu xám đen độ theo phong cách Movistar. Đây mọi người thấy không, cái logo Movistar nhìn rất là đẹp luôn, mọi người thấy chưa, rất là nổi bật luôn nha. Màu xám nằm ở trên nền đen rất là nổi bật, mọi người thấy không. Đó, phía dưới một xíu phần mặt nạ xe nè, với hai bên là hai các dòng tiếng Anh nè ha, X-Speed là các kiểu nè, đối xứng hai bên tạo điểm nhấn mà thấy đẹp không. Đó, đặc biệt ở giữa nè có nguyên cái hình đầu lâu luôn, nhìn ngầu ghê chưa nha, nhìn xịn sò ha. Còn phía dưới xíu là phần bánh ha, bánh mâm xe nè, cũng như phần mặt hông xe, mình thấy không, phần mặt hông là sự kết hợp giữa màu xám cũng như màu đen ha. Đây chỗ này có cái logo đầu lâu này nhìn cực kỳ ngầu luôn nha, với hai hình cánh chim hai bên các kiểu luôn. Đó, kiểu ren rồi system rồi toàn tiếng Anh không nè. Những chi tiết này mình để chỗ này nè, vô tình tạo điểm nhấn những xe nhìn rất là ok luôn ha, thấy không. Mình quay kỹ cho mọi người xem luôn nha, xe sao mình quay y vậy luôn đó, thấy chưa. Chỗ này cũng có chữ well ranking vậy nè. Đó, và phía sau một xíu là các hình sọc caro màu hình tròn ha, đen xám là các kiểu nè, đẹp chưa. Đó, quay kỹ luôn nha, quay kỹ từng chi tiết luôn. Bây giờ mình qua bên đây, mình quay phần mặt hông bên đây cho nó dễ nhìn xíu nha. Ha, đây phần mặt hông xe nè ha, phía sau xe nè. À, với dòng chữ VVA ha, rất là quen thuộc với Yamaha luôn. Còn đây phần hông này mình quay kỹ, lướt từ từ chậm rãi cho mọi người xem luôn nha. Đó, thấy không, đẹp chưa, đây là siêu phẩm ở tháng 7 luôn á mọi người, cực kỳ đẹp luôn nha. Bánh mâm thì không có đổ nha, mâm trước mâm sau thì cũng đều là màu đen hết, anh em nào mà thích đổ thì cửa hàng gắn thôi nha. Đó, ok ha. À, rồi như vậy là mình vừa cập nhật giá bán cũng như trả góp và giới thiệu một phiên bản 3D độ ở tháng 7 này, ở cuối tháng 7 này nha, ở giữa tháng 7 đến cuối tháng 7, cũng như màu vàng đen green này từ nhà máy nha. Thì mọi người có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961 469 919 của Bancom nha. Và 500 anh em cũng như tất cả mọi người xem xong video clip nhớ đăng ký kênh cho mình nha, cũng như like video clip để ủng hộ và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy ha. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người ở những video clip sau.